Ngày nay, tình trạng phát ngôn bừa bãi trên mạng xã hội đang trở nên ngày càng khó kiểm soát. Tình trạng này đặc biệt xuất hiện ở lứa tuổi teen và Gen Z. Họ sẵn sàng giải bày cảm xúc thông qua những ngôn từ không đẹp, bu những lời bôi nhọ người khác và đem đi comment trên Facebook. Thậm chí, nhiều fanpage được lập ra đã lan truyền những thông tin với những câu từ không phù hợp, nhưng lại được các bạn trẻ ủng hộ và tán dương. Vậy, các bạn trẻ ấy nói gì về vấn đề này? Chúng ta cùng nghe ý kiến đến từ một bạn sinh viên nhé. Theo mình thì việc phát ngôn bừa bãi của các bạn là điều vô cùng tiêu cực. Điều đó đã tạo thành một thói quen xấu trong cuộc sống của các bạn. Thời gian qua thì chúng ta có thể thấy nhiều vụ việc xảy ra chỉ vì phát ngôn bừa bãi trên mạng xã hội đã làm ảnh hưởng đến tâm lý và tính mạng của nhiều người. Vì vậy, mình nghĩ là chúng ta cần phải lên án và hành động để ngăn chặn những cái hành vi phát ngôn bừa bãi như thế này. Vâng, có thể thấy hành vi phát ngôn bừa bãi trên mạng xã hội là một trong những cái hành vi vi phạm nghiêm trọng quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Và đây cũng chính là cái hành vi vi phạm pháp luật. Và nó cũng để lại rất là nhiều hệ lụy rất là lớn. Do vậy mà mỗi chúng ta cần phải ý thức để ngăn chặn điều này.